Chào các bạn. Trước mặt các bạn là Thuận Kiều Plaza. Một dạo trước đây người ta dự định là đập bỏ cái tòa nhà này, nhưng mà sau đó người ta chỉ sơn phết lại mà thôi. Thì sau một khoảng thời gian sơn phết có cái màu xanh như thế này. Và hiện tại họ cho rất nhiều nhà hàng nè, rồi quán phục vụ giải khát cho thuê ở tầng trệt. Thì xin khi bắt đầu trở lại, tuy nhiên ở tầng 2 và tầng 3 thì vẫn rất là vắng nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi từ tầng trệt lên tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà.